Với sự tham gia của các diễn viên Lưu Đan, Từ Dinh, Lê Nặc Ý, Lâm Y Kỳ, Trịnh Thiếu Dân, Hoàng Tử Hùng, Lý Lâm Ân, Trương Đạt Luân, Lý Gia Đỉnh, Trang Thư Minh, Dương Trác Na, Hà Ý Dân, Triệu Vĩnh Hồng, Mã Đế Lộ cùng một số diễn viên khác. Biên kịch Quang Bính Hồng, Liễu Chính Thanh. Đạo diễn Trần Chí Giang, Hoàng Nhữ Lạc, Trương Vĩnh Hào. Bộ phim Mái Ấm Gia Đình. Lấy giả làm thật thì giả là thật. Hôm nay cô Lâu họp với chúng ta vì là tập đoàn Lâu Thị sắp có hai kế hoạch cần chúng ta làm theo. Cái thứ nhất là dự án thu mua quảng trường 888 Tà Đôn, là quảng trường có tỷ suất cho thuê thấp nhất của tập đoàn Lâu Thị chúng tôi. Gần đây tập đoàn Kim Ba đưa ra kiến nghị hợp tác phát triển lại với tập đoàn Lâu Thị. Đối phương bằng lòng bỏ ra 100 triệu để thu mua thương trường đó. Lâu Thị vốn dĩ đã chiếm quyền kinh doanh của một nửa các cửa hàng. Bây giờ tập đoàn Kim Ba quyết định dùng 100 triệu để thu mua. Chỉ tính bồi thường thôi, Lâu Thị cũng có lợi nhuận rồi. Nhưng mà tập đoàn Kim Ba có một điều kiện kèm theo, chính là muốn Lâu Thị thu mua một nửa cửa hàng còn lại, cam kết với hình thức bán hàng thì mới đồng ý thực hiện giao dịch. Vì vậy tôi muốn ủy thác mọi người thu mua lại tất cả quyền kinh doanh. Kế toán trưởng của chúng tôi đã tính rồi, số tiền bồi thường là tiền thuê cửa hàng 2 năm. Vậy nếu tính một cửa hàng mỗi tháng tiền thuê là 3.000 thì tiền bồi thường phải là 70-80 ngàn. Ừ. Được, vậy kế hoạch này để cho chị Hà theo đi, có vấn đề gì không? Được, không thành vấn đề. Còn vụ thứ hai là cá nhân tôi ủy thác. Tháng trước tôi đi du lịch ở Italia, tôi nhìn thấy điêu khắc ngón tay của David. Ý là tác phẩm của đệ tử Marco Yasuharu, tay nghề tinh xảo, tạo hình còn rất đặc biệt nữa. Ừ, trợ lý của tôi đã liên lạc với bên bán rồi, giá cả cũng đã thỏa thuận xong, chỉ cần có một luật sư thay tôi đi giao nhận và xử lý thủ tục nữa thôi. Cô Lâu à, nói tới văn hóa nghệ thuật của Italia thì chính là điểm mạnh của tôi. Nếu như cô không ngại thì tôi có thể thay cô thực hiện kế hoạch này được không? Tôi sẽ mua bảo hiểm rất lớn cho tượng điêu khắc này. Tuy là như vậy nhưng tôi không muốn trong lúc vận chuyển có bất cứ sai sót nào. Tôi biết là quan trọng, cho nên tôi sẽ đích thân đi mang tượng điêu khắc về, không có vấn đề gì đâu. Nếu được như vậy là tốt quá rồi. À Richard à, gần đây trong tay cậu không có vụ nào hết sao? Đi châu Âu thì ít nhất cũng phải mất 4-5 ngày. À, quan tòa đang trong kỳ nghỉ, tôi có thời gian mà. Nếu đã như vậy thì do anh phụ trách đi. Ok. Tôi còn phải quay về Lâu Thị họp, tôi đi trước đây. Cô Lâu, tôi tiễn cô. Đêm anh à, anh tiễn em đi. Em có chút chuyện muốn nói với anh. Ờ, à, được. Tối nay về ăn cơm nha. Biết rồi chị hai. Tạm biệt cô Lâu. Luật sư Nghiêm, anh thì tốt rồi. Được đi Italia du lịch nha. Sai, tôi đi để làm việc, ok. À, nhưng mà nhắc anh, thứ sáu nhất định phải quay về đó. Ừ, tại sao? Chị Becky phục vụ trong công ty tròn 10 năm rồi. Để bên với cô ấy là một tiệm buffet. Đã bên là một quy chương vàng nhỏ cho cô ấy. Nhà cũng đặt chỗ luôn rồi, không đổi được đâu. Còn một tấm thiệp nữa, mấy anh còn chưa ký tên nè. Để tôi xem trước. 10 năm không phải là một thời gian ngắn. Điểm tốt của cô mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Love you. Ơi trời đất ơi. Không cần phải nhộn như vậy chứ, còn viết cả love you sao? Là mấy người kêu tôi ghi cái gì đó cho cô ấy vui mà. Cô viết love you thì làm sao làm cho cô ấy vui được. Này 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 nè, kêu ông ra ký tên đi. Ừ. À đúng rồi ông ra. Thiệp tặng 10 năm phục vụ của chị Becky, ông ký tên trước đi. Ok. Nè khoan đã. Tặng tấm thiệp cho đồng nghiệp thôi mà, love you có phải hơi quá không? Tất nhiên là không rồi, trên đời này có một loại tình yêu gọi là tình đồng nghiệp đó. Huống hồ chúng tôi cũng có ký tên mà, chẳng lẽ gạt ông sao? Ok. Salad của cô đây. Cảm ơn tiểu cát. Không có gì. Chỉ ăn salad rau trộn thôi, sao đủ no chứ? Đủ rồi, tôi lên mạng xem rồi. Buổi tiệc tối nay của chị Maggie có rất nhiều món ăn. Nè, có hàu sống, nè, gan ngỗng, thịt bò nướng, tôm hùm. Tôi nhất định phải để dành bụng để tối nay ăn nhiều một chút. Chỉ lo ăn thôi, tấm thiệp đâu rồi đã đế. Suýt chút nữa quên mất rồi. Ở đây, ở đây. Nè, 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 mau ký về đi. Đừng mà ăn trước đi, lát nữa làm dơ tấm thiệp đó. Đúng là không nhờ mấy cô gì được hết.
Cha, mới đó 2 giờ hơn rồi, sao rất sợ chưa xuất hiện vậy? Có sợ về trễ không? Sáng nay cô Lâu gọi điện 2 lần để tìm anh ấy đó. Vừa nó đã đến rồi. Chà, đến Ý shopping điên luôn rồi hả? Sốp cái gì mà sốp chứ. Ngồi máy bay trước sau mất hết 2 ngày, giúp đối phương làm thủ tục cũng hết 1 ngày. Cô Lâu còn ra lệnh cho tôi là mỗi ngày phải gọi về, làm cho tôi không được ngủ ngon nữa. Hôm trước anh còn giành qua giành lại. Anh xem cô Lâu không dễ phục vụ như là anh tưởng đâu. Tôi còn chưa được ăn cơm đó, vụ quay về bàn giao vụ này rồi đó anh hai. Tôi gọi cơm cho anh nha. Gọi đi, gọi đi. Ủa cô Lâu. Cô Lâu. Ngón tay David của tôi đâu? À, gọi đi, gọi đi. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng đợi được anh đây, về. Đây, đây, hả? Ngón tay của anh ta đâu? Sao lại như vậy chứ? Xin lỗi nha cô Lâu, ngón tay ở đây. Anh đừng nói với tôi, lúc nhận hàng anh không kiểm tra rõ nha. Không phải, sau khi chuyên gia kiểm tra xong tôi đã ký nhận. Có thể là trên đường về có người làm gãy mất ngón tay. Còn có thể là ai chứ, thì là anh đó. Không phải, xin lỗi, có thể không liên quan tới tôi, nhưng mà tôi cũng có trách nhiệm. Tôi đã xem qua bảo hiểm rồi, chắc là lấy lại được toàn bộ số tiền. Bây giờ không phải là vấn đề tiền bạc, vấn đề là tôi đã dành một chỗ ở văn phòng cho nó rồi, còn đi khắp nơi nói với bạn bè của tôi là mua ngón tay David về đây nữa. Cứ tiếp tục sorry như vậy mà cô Lâu. Phải làm sorry sao cũng vô dụng. Hả? Gửi hũ và ông tra xuống chữa lửa. Thật đi. Thật sự xin lỗi. Nước xa không thể cứu được lửa gần. Cô Lâu à, tôi xin lỗi. Anh phải cho tôi một lời giải thích. Cô Lâu à, tức là tôi đi khiếu nại với Damon. Cho dù có đuổi việc anh 100 lần thì cơn giận này của tôi cũng không nguôi đâu. Cô Lâu à, ông ta nói là có thứ này muốn đưa cho cô. Là gì hả? Cô coi đi. 10 năm không phải là một thời gian ngắn. Điểm tốt của cô mãi mãi ở trong lòng. Love you. Đáng ghét. Lại còn nhớ được hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn 10 năm. Thật ra ông cha luôn để cô trong lòng. Nếu như hôm nay là ngày đặc biệt như vậy á, thì đừng vì người không đáng này làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Phải đó, phải đó. Cũng đúng. Thôi được, lần này nể mặt Damon. Nếu như còn lần sau yên tâm đi cô Lâu, nhất định không có lần sau. Không có lần sau đâu. Cô Lâu à, tôi tiễn cô nghe. Ừ. Bộ đồ hôm nay của cô Lâu rất là đẹp đó. Ông ấy cố tình viết cho cô. Đây là dịch quyên ương tương tư, là món nổi tiếng đó. Còn đây là phổi phu thê, từng nhận được giải. Còn đây là cơm bắp bữa mật ong. Sao tên của món ăn giống như là có chủ đề hết trơn vậy? Ăn miếng thịt vịt trước đi. Ừ. Đúng rồi, gần đây công ty của em bận lắm hả? Chúng ta đã lâu rồi không có đi du lịch cả nhà đó. Gì chứ, mấy tháng trước em mới cùng chị đi Tây Ban Nha rồi mà. Cả nhà mà chị nói là chị, em và anh rể của em. Sao ông ấy lại cùng chúng ta đi du lịch chứ? Kìa, thật ra khi nào chị mới chấp nhận được sự thật là chị đã ly hôn rồi? Chị đâu có không chấp nhận. Nhưng mà ly hôn rồi cũng có thể tái hợp mà. Hơn nữa chị cảm thấy anh rể của em đối với chị vẫn chưa dứt tình. Theo như quan sát trước giờ của em thì em cảm thấy là không còn nữa. Có phải chị nghĩ quá nhiều rồi không? Trước mặt tụi em thì tất nhiên anh ấy không thể hiện ra mặt rồi. Hôm qua chị nhận được tấm thiệp này của anh ấy nè. Tấm thiệp này. 10 năm không phải là một thời gian ngắn. Điểm tốt của cô mãi mãi ở trong lòng. Love you. Em nói đi, viết như vậy chẳng phải là còn tình ý với chị sao? Mời vào. Sư phụ. Chúng tôi có chuyện hả? Có thể cho tôi mượn 5 phút của cô không? Nói chuyện không liên quan tới công việc. Được. 5 phút của anh bây giờ bắt đầu. Anh biết là thời gian của tôi rất quý mà phải không? Cô có từng phải đưa ra lựa chọn giữa tình thân và bạn bè chưa? Tôi kiến nghị anh chỉ bằng nó trực tiếp hơn đi. Tôi nghi ngờ đám người bên ngoài vì không muốn chị tôi truy cứu chuyện làm hư ngón tay của David mà mượn Damon qua cầu. Mượn bằng cách nào? Họ đem tấm thiệp vốn dĩ tặng cho chị Becky tặng cho chị của tôi đó. Là tấm viết lớp du phải không? Tất nhiên là chị của tôi vui mừng đến phát điên luôn rồi. Cơn giận cũng nguôi bớt một nửa. Cho rằng Damon muốn tái hợp với cô ấy. Ê, bọn họ đùa quá lố rồi đó. Có thể là họ cũng bất đắc dĩ thôi. Nếu như anh đã giúp họ nghĩ sẵn lý do, tức là có dự tính nói sự thật cho chị anh biết. Tôi nhìn thấy chị tôi cười vui vẻ, thật sự tôi không nhẫn tâm nói ra. Hơn nữa nói ra rồi, không biết Damon đã phối đám người đó thế nào. Nhưng mà nếu như anh không nói á, một là sẽ cho Amanda mất hết hy vọng, hai là cũng không công bằng với Damon. Nhưng mà tôi đứng ở giữa rất khó xử. Tôi hiểu mà. Như vậy đi, tối nay chắc tôi cũng gặp Damon á, để tôi giúp anh thăm dò ông ấy nha. Chị Hà, chuyện thu mua có phải không được thuận lợi lắm không? Tại sao lại xuất hiện tin tức như vậy? Thật ra các chủ cửa hàng ở trung tâm mua sắm 888 khi nhận được thư luật sư đều rất vui mừng, phần lớn đều ký kết với chúng ta. Giá lại giá tiền cũng ở trong dự toán rồi. Vấn đề duy nhất là cửa hàng này sang tay, hợp đồng thuê của ông ấy chưa hết hạn, cho nên ở lì không chịu đi. Cửa hàng đó vốn dĩ là một thị trường chết,
Ông ta làm như vậy rõ ràng là muốn nâng cao tiền bồi thường thôi. Lúc đầu họ sư tử há to mồm đòi 2.500.000. Trời, tham lam quá vậy. Sau đó tụi nó đến chảy máu răng luôn. Kết quả 1.300.000 đồng là chấp nhận. Tuy là cao hơn giá thị trường một chút, nhưng mà tôi giúp Lâu Thị nghĩ rồi, nếu như càng kéo dài thì con số càng thay đổi. Nếu như không thể bàn giao trước kỳ hạn thì mỗi tháng Lâu Thị phải đền 1.000.000 đồng. Thật ra thì bù qua đắp lại Lâu Thị cũng không bị thiệt đâu. Thật ra thì cho thêm tiền không phải là vấn đề. Vấn đề là khách thuê đó đăng lên trên trang đầu luôn rồi, làm người ta cảm thấy Lâu Thị rất là quan đó. Làm như vậy có lợi gì cho ông ta chứ? Anh bạn nhỏ, trên đời này vẫn còn rất nhiều người làm chuyện hại người hại mình, anh không hiểu sao? Được rồi, tôi chỉ lo về phía Amanda, cô sẽ không được vui thôi. Tôi cảm thấy không cần phải lo lắng, tôi luôn làm theo chỉ thị của cô Lâu. Hơn nữa sau khi cho ra con số thì cũng không vượt quá dự toán. Giá tiền chưa chắc hợp lý, nhưng tuyệt đối hợp pháp. Nhưng sáng nay thư ký của tổng giám tài vụ Lâu Thị gọi tới, nói là muốn lấy tất cả bản photo hợp đồng, mà còn rất gấp nữa. Đúng đó, hôm nay tôi đi đưa văn kiện cũng cố tình dò thăm tình hình từ thư ký. Cô ấy nói Lâu Thị rất để ý tin tức này, bởi vì họ còn có một kế hoạch thu mua ở Thâm Thủy Bộ nữa. Vì vậy có bài báo này rồi thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến giá đưa ra của họ. Tôi nhận được thông tin là có mấy chủ tiệm vốn dĩ đã đồng ý bằng miệng với điều kiện hợp đồng cũng muốn trả giá. Tôi nghĩ vụ này không đơn giản như vậy đâu. À, chị Hà, đừng có lo lắng mà. Cô Lâu có lệnh cho chị gọi lại không? Không có, đúng không? Vậy tức là không sao rồi. Nè, chẳng phải anh nói giúp dò la tin tức sao? Trong buổi sáng nay chị tôi đều họp với lãnh đạo cấp cao, tôi gọi mà chị ấy không nghe. Nhưng mà sao? Nhưng mà với sự hiểu biết về chị của tôi thì sự im lặng trước đêm giông bão này là khủng khiếp nhất đó. Anh còn dò chị ấy nữa. À, Hữu à, vậy anh có thể giúp tôi nói với chị của anh một tiếng được không? Vì làm ăn trước giờ của Lâu Thị tôi đều không quan tâm, nhưng mà lần này không nghe điện thoại của tôi, tức là ám chỉ tôi không nên nhúng tay vào. Tôi nghĩ chỉ có một người giúp được. Người nào vậy? Hả? Một người đàn ông nói một câu hơn chúng ta nói 10 câu. Anh muốn nói ông cha hả? Tôi nghĩ chị tôi muốn mượn chuyện này để ông cha nói nhỏ nhẹ với chị ấy, dỗ ngọt chị ấy. Sư phụ, bây giờ tôi lên liền. Tôi lên họp trước nha. Cho anh tới tư giùm tôi. Được. Nè, Hữu đúng là một câu thức tỉnh người trong mộng đó nghe. Anh đừng ngốc nữa mà. Anh tưởng rằng ông cha thật sự vì tôi phạm lỗi mà hạ mình với cô Lâu không sao? Không cho ông ấy biết là được. Lần trước anh làm hư tượng điêu khắc đó cũng là nhờ tấm thiệp có chữ ký của ông cha mới dàn xếp được. Lần này chúng ta cứ làm theo chiêu cũ đi. Anh điên hả? Đây là vụ kinh doanh mấy trăm triệu dễ như vậy sao? Nè, chỉ đơn giản với một tấm thiệp thôi thì không được. Nhưng nếu như thêm vào một chút thành ý với một bức thư tình có lẽ là có cơ hội. Dù sao thì phụ nữ cũng thích nhất là giấy thư tình mà. Nhưng ông cha sao lại chịu giết chứ? Chị đừng nói cho ông ấy biết là giết cho cô Lâu. Nhưng mà nói đại là tham gia dự thi cái gì đó. Ê, đề nghị này của anh đúng là có sáng tạo nhất trong năm nay đó. Giỏi lắm. Không tốt lắm đâu, tôi thấy quá mạo hiểm rồi. Nè, vậy chị có đề nghị nào hay hơn không? Không chứ gì. Trước giờ đều là mạo hiểm trước mới có thể thắng một cách có kỳ tích. Có thêm trang web này á thì toàn bộ chuyện này chắc chắn hơn rồi. Anh không đi làm trợ lý có thể tham gia vào làng giải trí đó, nhất định được. Đồng hồ này có 100,000 thôi, thực sự gạt được ông cha mắc bẫy hả? Đồng hồ ông ấy đeo ngày thường ít nhất cũng mấy trăm ngàn một cái. Loại này hàng bên ngoài có hạn, bên ngoài không có đâu. Ông cha thích loại này nhất định sẽ mắc bẫy. Nhưng tôi rất lo là sẽ bị lộ đó. Yên tâm đi, tôi mua một sim điện thoại. Số điện thoại này là đường dây nóng tư vấn ở trên mạng đó. Sao cậu cẩn thận vậy? Đúng đó. À, còn đưa điện thoại cho anh Võ luôn, mang bên người. Nếu như ông cha gọi đến thì anh Võ cũng biết nên ứng phó thế nào, đúng không? Lợi hại. Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần đợi ông cha mắc bẫy nữa là được rồi. Yes. Hai, cả đám ngồi cùng nhau nói chuyện gì vậy hả? Ông cha. Văn chương của ông á, vừa tốt lại có kinh nghiệm trong tình trường. Hay là vậy, cho mọi người chút ý kiến được không? Qua đây. Cái này nè. Qua đây. Nè. Mấy người làm trò gì vậy? Ở đây có một cuộc thi sáng tác một bức thư tình, chúng tôi cũng muốn tham gia nữa. Giải thưởng là một đồng hồ Omega 2012 số lượng có hạn. Tôi và chị của tôi đều rất thích nó. Thật ra tôi cũng có viết một bức thư tình. My love you, my darling. Nếu như em là một bộ máy tính, xin cho anh làm bàn phím của em. Nè. Nghe nè, không phải cậu định dùng bức thư này để dự thi chứ? À, ông cha, thật ra tôi còn có những ví dụ như là máy in nè, máy quỷ giấy rất hay nữa đó. Hãy tin tôi đi, mọi người thua chắc. Ê, đừng đi ông cha. Tôi cũng cảm thấy là thua chắc. Nhưng nếu ông cha chịu giúp chúng ta giết thì mọi chuyện lại khác hoàn toàn, có đúng không? Đúng. Mọi người định gạt tôi à? Gạt ông cái gì chứ? Không có. Tôi không có gạt ông. Còn nói là không. Nhất định là Hữu nói cho mọi người nghe.
Tôi viết 3 bức thư tình là theo đuổi được Amanda, cho nên muốn tôi giúp mọi người viết thư tình để tham gia thi đấu, có phải vậy không? Yes. 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 Không có chuyện gì có thể thoát khỏi pháp nhãn của ông cha đây. Ông giỏi thiệt đó. Ông cha, ông xem như biểu diễn cho chúng tôi xem để chúng tôi mở mang tầm mắt đi. Tôi viết một bức thư tình giúp mọi người thi đấu thì không thành vấn đề. Vậy nếu như thắng thì phần giải thưởng sẽ... Giải thưởng. Như vậy công bằng đúng không? Đúng công bằng. Nhưng mà cuộc thi này có một chút quy tắc, cũng không phải là dễ dàng đâu. Có chủ đề nào làm khó tôi được hả? Chủ đề kỳ này là tình yêu công sở, viết cho nữ nhân viên văn phòng. Phải viết cô ấy về chuyện công hay là chuyện tư đều có quan hệ mật thiết. Nói đơn giản thì là trong công việc có gia chạm gì không được vui, nhưng mà về mặt riêng tư vẫn rất yêu đối phương. Đúng vậy, dễ thôi. Đưa giấy cho tôi. Vậy là đúng rồi, tự tay viết mới có thành ý chứ. Alo. Xin chào, tôi muốn hỏi là có phải là phòng làm việc của cuộc thi sáng tạo viết thư tình không vậy? Đúng rồi, có chuyện gì? Không, tôi muốn tham gia cuộc thi này của mấy anh, nhưng mà trên mạng lại không có địa chỉ và thời gian hết hạn. Vậy rốt cuộc là khi nào hết hạn dự thi? Chúng tôi đã hết hạn rồi, anh không cần gọi đến nữa. Sao lại có tiếng ba chiều vậy? Quả nhiên có thằng điên vậy đến tham gia cuộc thi. Khùng điên. Alo. Đã người bên ngoài càng đùa càng quá đáng. Vì văn phòng đã thấy nhân viên chuyển phát nhanh đến lấy văn kiện rồi. Tôi hỏi qua tờ gửi đi đâu, cô ấy nói là gửi lên lâu thị. Tôi muốn cãi mà không kịp. Vậy anh có đối chất với họ không? Không có, tôi sợ họ phát hiện. Là tôi biết thì không biết sẽ hành hạ tôi như thế nào nữa. Hay là cảm thấy mình công lực tẩy được họ, anh có thể tiếp tục trở thành phần tử của họ. Cảm giác bị cô lập rất khó chịu, cô không hiểu đâu. Tôi hiểu. Nhưng mà làm giả cuộc thi viết thơ tình để gạt Diamond đó, rồi giả mạo tên của Diamond viết thư tình cho Amada, đây toàn bộ là suy đoán của anh thôi mà. Nè, trong tình huống lợi ích thuộc về bị cáo á, thì vụ này không thành lập đâu. Nhưng trong lòng của tôi thấy rất bất an. Đó là vì anh còn có lương tri, anh cảm thấy có lỗi với chị mình, lại có lỗi với ông chủ, như là không muốn bắt đứng đồng nghiệp. Làm cái gì cũng là sai hết. Vậy cũng không phải. Anh chưa nghe qua một câu danh ngôn trong giới pháp luật sao? Trên đời này không có đúng tuyệt đối và sai tuyệt đối. Phải xem anh giải quyết vụ án này như thế nào mà thôi. Vậy phải làm sao hả sư phụ? Nếu là anh thì rất là ngượng, không giải quyết được đâu. Để cho tôi. Xin chào, tôi là Alex Quan của văn phòng luật sư Tra Lý Thi. Xin hỏi có cô lâu ở đó không? Mời cô sang bên này. Cảm ơn. Hi Amanda. Hi. Bức thư. Ngồi đi. Cô tưởng rằng sau khi nghe xong lai lịch bức thư này thì tôi sẽ giận đến nỗi xé nát nó ra hả? Tôi cứ tưởng rằng sẽ đến kịp trước khi cô mở lá thư này ra để ngăn cản cô lại. Cô đến kịp mà. Chẳng qua có điều là tôi rất tò mò để mình viết lá thư này như thế nào, cho nên mới xé ra đọc thôi. Cô biết rõ là giả mà vẫn xé ra đọc sao? Alice, cô lớn như vậy rồi, có từng nhận được thư tình chưa? Từ nhỏ đến lớn tôi có rất nhiều người theo đuổi. Tôi không ngây thơ đến nỗi phải suy nghĩ thật ra là vì sự hấp dẫn của tôi, hay là vì tôi là người thừa kế của Lâu Thị, cho nên đàn ông mới theo đuổi tôi. Vì để lại ấn tượng, họ sẽ làm ra rất nhiều chuyện. Nhưng chỉ có một người đàn ông đã đích thân viết thư tình cho tôi. Là Diamond. Anh ấy thường nói với người ta, anh ấy chỉ viết 3 bức thư tình cho tôi thôi là đã hẹn hò tôi được rồi. Nói thật nha, lúc anh ấy viết bức thư tình thứ nhất thì tôi đã cảm động rồi. Chẳng qua là tôi không phản ứng, là muốn anh ấy viết thêm vài bức cho tôi nữa. Vì vậy lần này cô biết bức thư là giả, cô cũng bằng lòng tin là thật sao? Cái gì là thật, cái gì là giả chứ thật ra không quan trọng. Bức thư này là thật sự do Diamond viết mà. Anh ấy đúng là cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Chuyện đã qua nhiều năm, nhưng anh ấy vẫn lãng mạn như vậy. Vậy cô định xử lý đám người ở văn phòng luật sư như thế nào? Mấy trăm ngàn đó, Lâu Thị chúng tôi có thể chịu lỗ được. Từ đầu đến cuối tôi đều không nghĩ là sẽ truy cứu. Nói gì thì nói, cô xem như chưa từng gọi cho tôi, ok? Ok. Ừ. Nhưng mà cô không giận họ để trêu đùa cô chứ? Cứ để họ tiếp tục đùa đi, không sao đâu. Cách nhiều năm như vậy, có thể nhận được thư tình của Diamond, tôi cảm thấy lần này là một thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Cảm ơn. Ủa, anh tỉnh. Trang web đó chẳng phải xóa rồi sao? Tại sao còn có người gọi vào số điện thoại đó vậy? Chắc là gọi lộn số đó. Không phải. Đây là điện thoại trực tuyến cá nhân của ông cha, còn không mau nghe đi. Ê, alo, cuộc thi sáng tác viết thư tình đây.
tôi tham gia cuộc thi của mấy người. Tôi muốn hỏi là khi nào có kết quả, bởi vì tôi muốn biết tôi có nhận được giải hay không. Ông trà hỏi kết quả cuộc thi kìa. Giống vậy tôi định kêu anh đừng có bắt máy. Anh nói đại tin có một ai đó là được rồi. Không được, như vậy rất dễ bị máy phát hiện. Hay là nói cuộc thi bị quý bỏ đi. Quý bỏ gì chứ, sẽ gây rắc rối ghê gớm đó. Vậy làm sao đây? Thưa ông, kết quả cuộc thi sẽ được công bố sao? Bây giờ tôi muốn nói cho ông biết là ông đã bị loại rồi. Cảm ơn đã dự thi, bye bye. Tôi nghĩ ông ta sẽ không gọi lại nữa đâu. Ok. Luật sư Doãn có được xem là đã giúp chúng ta không? Tại sao cô ấy lại biết chuyện đây? Lại là tên phản đồ này. Tôi... Nhưng mà tại sao anh lại biết vậy? Tôi và anh Võ cùng ở trong phòng vệ sinh nói điện thoại mà. Ê, anh Võ, anh quá bất cẩn rồi. Nhưng mà tại sao Alex lại giúp chúng ta? Chị không biết hả? Tại sao gì? Qua đây. Bí mật đó. Dạ gì? Trời ơi. Tìm tôi có chuyện à? Sư phụ được quá rồi đó. Họ có thể dùng cuộc thi giả để chơi tôi, thì sao tôi không thể gọi điện thoại đi trêu họ hơn? Giống như ông chơi họ nhiều hơn đó. Ngay từ đầu tôi đã nói cho ông biết chuyện của tấm thiệp. Ông cũng biết cuộc thi là giả. Sau đó thì ông tương kế tụ kế mượn cớ này để viết thư tình cho Amanda. Thì phải để họ lo sợ một chút chứ. Dám lợi dụng ông chủ mà. Dù sao cũng phải để họ trả giá. Nhưng mà lần này ông cũng không tổn thất gì. Bức thư là ông viết, nhưng Amanda lại biết là không phải viết cho cô ấy. Nhưng mà cô ấy lại nghĩ vì tình cũ mà không truy cứu chuyện của chị Hà. Cuối cùng thì người thắng cuộc lớn nhất vẫn là ông. Ừ, tạm thời cho thấy là thắng ba thứ. Sư phụ à, tôi cũng có xem qua bức thư đó rồi. Người không hiểu nội tình sẽ bị bức thư tình đó làm cho cảm động. Nhưng mà nếu như xem dưới góc độ một bức thư tình giả thì hình như là hơi quá đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.